mặt đáng tiếc của đội bóng này. Điểm liên tiếp từ vị trí của Kim Thành. 20 bóng chạm chắn ra ngoài. Kim Liên đã phản xạ tốt. Kim Thành pha đập bóng tốt của Kim Thành. Một pha đập bóng chéo sân của Kim Thành, bóng cắm. Hai điểm liên tiếp cho VTV Bình Điền Long An. 10 Phong Dịp đã có lỗi 4 chuyền được.